sân đi đâu á. Với recycle. Ồ, giấy báo thì mang đi bỏ đó hả? Ừ. Thôi đừng có bỏ, uổng lắm. Những cái tờ giấy báo này rất là nhiều công dụng đó. Để mình lên nói cho Jason nghe nha. Mai Linh rất vui được quay trở lại cùng chương trình Cẩm nang cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Cẩm nang cuộc sống như một cuốn sổ tay nhằm giới thiệu đến quý vị những mẹo vặt trong gia đình giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày một thú vị hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay, Mai Linh xin gửi đến quý vị những công dụng bất ngờ của giấy báo cũ. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau khi chúng ta đọc báo xong thì những tờ báo này đã trở thành những tờ báo cũ. Có người thì đem bỏ đi, còn có người thì đem cất vào một góc để dành gói những cái đồ dễ vỡ. Thế nhưng, quý vị biết không, những tờ giấy báo cũ này còn rất nhiều công dụng rất là hữu ích. Và hôm nay, Mai Linh sẽ giới thiệu đến cho quý vị những công dụng rất bất ngờ của giấy báo cũ. Rất đơn giản, thưa quý vị. Đầu tiên là giấy báo cũ có thể dùng để lau gương hoặc là cửa sổ. Quý vị chỉ cần dùng một chai Sunfay Cleaner và xịt một ít vào giấy. Trước tiên thì chúng ta vò tờ giấy như thế này. Sau đó xịt một ít Sunfay Cleaner. Và như thế thì chúng ta có thể dùng để lau gương hoặc là cửa kính. Ngoài ra thì quý vị có thể dùng Sunfay Cleaner xịt trực tiếp vào gương hay là cửa kính và sau đó thì chúng ta cũng vò giấy báo và lau. Thưa quý vị, và công dụng thứ hai của tờ giấy báo này là quý vị có thể dùng những tờ báo này để giúp cho rau củ quả của chúng ta được tươi lâu hơn. Và cách làm là quý vị gói lại như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ những cái củ quả này vào trong ngăn lạnh của tủ lạnh. Đối với những rau như là hành lá, những cái mà không có vỏ cứng thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái bao. Quý vị biết tại sao chúng ta phải bỏ vào bao không? Vì trong những tờ báo có những cái mực in và những cái mực in này nếu mà dính vào rau chúng ta ăn vào thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì Mai Linh làm cho quý vị xem nhé. Rất là đơn giản, chúng ta bỏ vào cái ni lông như thế này. Sau đó dùng một tờ báo gói lại bên ngoài. Và quý vị mang tất cả những đồ củ quả mà chúng ta đã gói bỏ vào ngăn lạnh và chắc chắn những rau củ quả này sẽ tươi lâu hơn. Và công dụng thứ ba của những tờ báo cũ này là khi quý vị, Mai Linh tin chắc rằng cái công dụng thứ ba này rất nhiều bà nội trợ sẽ rất là vui, vì chúng ta luôn lo sợ là trong cái ngăn lạnh đựng rau củ quả của chúng ta sẽ bị ẩm ướt, thì những tờ giấy báo cũ này sẽ giúp cho những cái ngăn lạnh không còn ẩm ướt gây ra những mùi hôi khó chịu. Cách làm rất đơn giản, quý vị chỉ xếp những tờ báo trước khi quý vị bỏ những rau củ quả này vào. Và kết quả sẽ rất là bất ngờ, những ngăn lạnh sẽ khô ráo, không gây ra những mùi hôi khó chịu. Công dụng thứ tư của báo cũ đó là quý vị có thể dùng những tờ báo này để giúp cho những quả cà chua xanh của chúng ta mau chín hơn. Cách làm cũng rất là đơn giản, quý vị dùng những tờ báo gói những quả cà chua xanh hoặc là những trái cây chưa chín, sau đó chúng ta bỏ vào một cái phòng có nhiệt độ ấm. Quý vị sẽ thấy chúng dần chuyển sang màu đỏ mọng. Thêm một công dụng của giấy báo cũ nữa đó là làm khô những đôi giày đang bị ẩm ướt. Nếu như quý vị có một đôi giày đang bị ẩm ướt, quý vị chỉ cần vò những tờ giấy báo. Chúng ta vò và nhét thật nhiều vào trong đôi giày đang ẩm ướt. Quý vị lưu ý là chúng ta nhét chặt và nhét thật nhiều vào. Rất đơn giản phải không ạ? Nếu như đôi giày của chúng ta ướt cả bên phía ngoài thì chúng ta cũng dùng tờ giấy báo này gói đôi giày lại. Và như thế này, quý vị để qua đêm, chắc chắn rằng kết quả quý vị sẽ thấy một đôi giày khô ráo vào sáng ngày hôm sau.
quý vị, ngoài ra đối với những người có mắt thẩm mỹ tốt thì giấy báo cũ cũng dùng để gói những hộp quà xinh xắn hoặc tạo ra những tác phẩm rất hữu ích từ giấy báo. Hay là để bọc những bó hoa lại, vừa giúp cho hoa tươi lâu mà nhìn cũng rất là nghệ thuật. Mai Linh sẽ gửi đến quý vị những cách làm về những cái sản phẩm này trong những số tiếp theo của Cẩm Nang Cuộc Sống. Wow, không ngờ giấy báo mà có nhiều công dụng vậy hả? Vậy thì bây giờ mình giữ giấy báo lại để sử dụng nha. Kính thưa quý vị, vừa rồi Mai Linh vừa gửi đến quý vị một số công dụng của giấy báo cũ. Vậy thì quý vị ơi, đừng vội bỏ những tờ báo cũ này đi, mà hãy giữ chúng trong một góc nhà để khi cần dùng thì chúng ta luôn có sẵn nhé. Mai Linh chắc chắn rằng là quý vị còn rất là nhiều cách hay sử dụng những tờ báo cũ này. Nên quý vị mọi ý kiến đóng góp có thể gửi về email tvshows@vstv.tv hoặc gửi thư về địa chỉ là Vietshow TV ở địa chỉ 2114 Center Road, Suite 22 San Jose, California 95112. Hoặc quý vị có thể gọi số điện thoại 1888-504-0888. Mai Linh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.